Chỉ trong vòng 48 giờ, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã triệt phá thành công một đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh, với mạng lưới tiêu thụ trải dài từ Bắc vào Nam, thậm chí xuyên biên giới. Các đối tượng tinh vi đến mức sử dụng công cụ chuyên dụng để phá mọi loại khóa, nhanh chóng tẩu tán tài sản qua đường tiểu ngạch. Đường dây này không chỉ gây hoang mang cho người dân mà còn làm đau đầu lực lượng chức năng suốt thời gian dài. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc bén, toàn bộ đường dây đã bị đánh sập và 8 đối tượng nguy hiểm đã sa lưới. Ngày 15 tháng 10 năm 2024, Công an phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội nhận được đơn trình báo của anh Hoàng Xuân Vĩ, sinh năm 2003, quê ở Ninh Bình, về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy Honda Wave màu xanh, biển kiểm soát 17B6-419XX, tại khu vực ngõ 33 Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán. Dù đã sử dụng khóa chữ U, nhưng tên trộm vẫn có thể cắt gãy khóa bằng kìm thủy lực. Nhận thấy sự tương đồng giữa vụ trộm xe của anh Vĩ và các vụ trộm xe khác trên địa bàn quận Hà Đông và các khu vực giáp ranh, Công an quận Hà Đông nhận định đây là một nhóm tội phạm có tính chuyên nghiệp. Ban chỉ huy đã nhanh chóng thành lập tổ công tác, phối hợp với Công an phường Văn Quán triển khai điều tra, truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ hiện đại, chỉ trong vòng 24 giờ, tổ công tác đã làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng liên quan. Những kẻ bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1988, trú tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, có 2 tiền án. Lưu Văn Thủy, sinh năm 1990, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội, có 5 tiền án và 1 tiền sự. Bùi Huy Tuyên, sinh năm 1996, quê quán Vĩnh Phúc, cùng các đối tượng khác từ nhiều địa phương khác nhau như Thanh Hóa, Hải Dương và Thừa Thiên Huế. Trong quá trình bắt giữ, lực lượng công an thu giữ được một lượng lớn tang vật, bao gồm 13 xe máy, kìm thủy lực và nhiều dụng cụ dùng để trộm cắp xe. Nhóm tội phạm này đã hoạt động từ đầu tháng 10 năm 2024 với phương thức lợi dụng đêm tối nhắm vào các xe máy không người trông giữ hoặc không khóa cẩn thận. Ban đầu chúng chỉ trộm những chiếc xe không khóa cổ, khóa càng. Nhưng khi gặp phải những chiếc xe khóa chữ U, chúng đã mua thêm kìm thủy lực để cắt mọi loại khóa. Sau khi lấy được xe, chúng nhanh chóng đưa lên mạng xã hội để bán thông qua các nhóm mua bán xe không giấy tờ. Từ đó kết nối với các đối tượng tiêu thụ như Phan Văn Cảnh và Bùi Văn Giang, chủ các cửa hàng sửa chữa xe máy. Đặc biệt, xe máy sau khi được trộm cắp sẽ được đưa về lò mổ của Lưu Kim Thịnh để tháo rời phụ tùng, mài số khung số máy rồi đăng bán trên mạng xã hội. Những xe không bán được sẽ được Giang bán lại cho Lê Văn Luận, rồi được chuyển vào Thừa Thiên Huế để tiếp tục tìm cách tiêu thụ qua đường tiểu ngạch sang nước ngoài. Từ đầu tháng 10 năm 2024 đến thời điểm bị bắt, nhóm tội phạm này đã thực hiện ít nhất 20 vụ trộm cắp xe máy tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, bao gồm Hà Đông, Thanh Trì, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình, Sóc Sơn, với tổng giá trị tài sản lên đến khoảng 300 triệu đồng. Các đối tượng bị bắt đều có tiền án tiền sự, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra. Nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, chúng đã buộc phải nhận tội. Đáng chú ý, đường dây này không chỉ hoạt động trong phạm vi thành phố mà còn có kế hoạch mở rộng sang các tỉnh khác và thậm chí tiêu thụ xe ra nước ngoài. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Nguyễn Văn Quyền, Lưu Văn Thủy và Bùi Huy Tuyên về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng Bùi Văn Giang, Phan Văn Cảnh, Lưu Kim Thịnh, Lê Văn Luận và Lê Văn Lưu cũng bị tạm giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng với khả năng truy bắt thêm các đối tượng có liên quan. Đây là một trong những vụ triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy có tổ chức lớn nhất trong thời gian gần đây, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và ngăn chặn nguy cơ lan rộng của các tội phạm xuyên quốc gia.